Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mời quý vị cùng tìm hiểu về nghi lễ hầu đồng với góc nhìn của những người trong cuộc. Vâng, hầu đồng có lẽ là một cụm từ được nhiều người coi là khá nhạy cảm, bởi vì hiện nay trong xã hội chúng ta còn xuất hiện khá nhiều người có những cách nhìn khác nhau về hầu đồng. Có nhiều người coi đây là một hình thức mê tín dị đoan. Song thực chất thì hầu đồng xuất phát từ đạo mẫu, một tín ngưỡng dân gian tốt đẹp của người Việt, và có lẽ trong đó thì nó còn tiềm ẩn rất nhiều cái đẹp mà chúng ta cũng chưa hiểu hết. Tuy nhiên thì hiện nay tôi thấy là văn hóa hầu đồng của chúng ta cũng khá là phổ biến, nó không chỉ bó hẹp như trước kia, mà bây giờ thì có thể là nó đã được trình diễn ở cả những cái sân khấu lớn, và như chúng ta biết là có những cái thí sinh của những cái cuộc thi trên sóng truyền hình thì cũng đã trình diễn những cái bài hầu đồng rồi. Và thực tế thì nó không chỉ là còn nằm trong các đền phủ mà nó còn được thực hành biểu diễn nhằm giúp cho công chúng có thể hiểu hơn được cái hay cũng như là cái đẹp của văn hóa hầu đồng. Mỗi lần tổ chức như vậy thì khán giả thường là chật kín sân khấu, và điều này thì cho thấy là sức hấp dẫn của hát văn hầu đồng. Vâng, tuy nhiên thì có rất nhiều ý kiến, đặc biệt là những người mà trực tiếp tham gia tổ chức cũng như là biểu diễn hầu đồng cho biết thì cái câu chuyện biểu diễn với cái câu chuyện diễn ra ngoài đời thật thì khác nhau rất nhiều. Và nếu như có ai đó quan sát và đi tham gia nhiều buổi hầu đồng thì thấy rằng có ở trong đó thì cũng có xuất hiện những cái hình thức, thậm chí là có nhiều người chưa lý giải được, chúng ta có thể gọi đó là hình thức mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh, mà chúng ta thường dùng một cái cụm từ chung đó là phản văn hóa, có nhiều yếu tố tâm linh hư thực lẫn lộn, nhiều khi khoa học đến nay vẫn chưa có thể giải thích được đã diễn ra ở trong buổi hầu đồng. Đặc biệt là thời gian gần đây, sự trẻ hóa của các thanh đồng đã khiến được rất là nhiều người quan tâm. Vâng, thực ra thì đó là sự thật hay đó chỉ là những cái tin đồn, hay là chúng ta cần phải giải thích và hiểu như thế nào về văn hóa hầu đồng, thì trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với cuộc trò chuyện của phóng viên VTC14 với anh Nguyễn Hữu Du. Anh là một người tham gia trực tiếp vào việc tổ chức cũng như là biểu diễn hát văn hầu đồng. Từ đền, phủ, hát văn hầu đồng được đưa lên nhà hát lớn và đã không còn một hàng ghế trống. Năm 2009, hầu đồng, loại hình diễn xướng từng bị coi là mê tín dị đoan, được Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đề xuất ý tưởng xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Bởi theo nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, bản chất của hầu đồng là việc người ta mượn thần xác các ông đồng, bà đồng để thần linh của đạo mẫu nhập vào nhằm cầu xin tài lộc, sức khỏe. Về nghệ thuật, hầu đồng là nghệ thuật trình diễn tổng hợp, có âm nhạc, có lời ca, có điệu múa. Sân khấu của hầu đồng là sân khấu tâm linh vì nó gắn với không gian thiêng. Về nội dung, hầu đồng gắn với huyền tích về công lao của các nhân vật lịch sử văn hóa như ông Hoàng Ba, ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Mười, các anh hùng dân tộc như Trần Hưng Đạo. Thế nhưng cho đến nay vẫn còn nhiều cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau về nghi lễ này. Xin chào anh Hữu Du, là người trực tiếp tham gia và trình diễn hát văn hầu đồng, không biết có khi nào anh cảm thấy chạnh lòng không? Bởi vì khi mà nói đến hát văn hầu đồng, vẫn nhiều người cho rằng là đây là một hình thức mê tín dị đoan. Có, bởi vì những người như thế là những người chưa hiểu hết về cái đẹp ở trong cái tục hát văn hầu đồng. Vậy thì anh có thể nói rõ hơn về nét đẹp của hát văn hầu đồng với tư cách là một người trong cuộc? Hát văn là phục vụ trong đạo mẫu mà, thì đạo là hướng con người đến cái thiện, thì là trong cái tục hát văn có rất nhiều những cái câu văn để hướng thiện đến con người. Ví dụ những cái câu trong những câu trổ văn chẳng hạn như là tâu qua nam tảo bắc đầu, mệnh trần gian lao ấu chép biên, ai người hiếu thuận thảo hiền, tu nhân tích đức thì chép biên cho thọ trường. Đấy, cái hình thức âm nhạc khác thì nó ít nói đến, chẳng hạn những cái sản vật đấy, chẳng hạn như là ngày hôm nay tiến lễ sơn trang này, kim ngân thoi núi cỗ bàn kính dâng, có cơm lam gạo lốc thơm lừng, ốc cua tôm cá giò nem đủ mùi, măng chua khế thái hoa hồi, trầu thêm cánh phượng, thì đấy cũng là một hình thức để lưu giữ lại những cái nét văn hóa của dân tộc Việt. Tôi thấy rằng là còn có một cái nét đẹp nữa mà anh quên kể ra, đó là hầu đồng tái hiện lại hình ảnh của những vị anh hùng dân tộc. Tôi nghĩ rằng là đây cũng là một hình thức giáo dục về lịch sử. Có khoảng 50 đến 70 vị, thì trong đó thì là có một số vị thì là thật là nhân vật lịch sử có thật, và một số vị là được lịch sử hóa, thần thánh hóa. Ví dụ những nhân vật có thật chẳng hạn như là Đức Thánh Trần,
thì chính là Trần Hưng Đạo. Thì là từ khăn áo rồi là mọi thứ dựng lại nhân vật lịch sử Đức Trần Triều là Đức Thánh Trần, và ca ngợi công đức này, và khuyên thế hệ sau là phải gìn giữ lại đất nước, quê hương và xây dựng. Thì đấy là một cái điều rất tốt. Vài năm gần đây, xuất hiện nhiều các clip về Hầu Đồng trên các trang mạng. Đáng chú ý là tuổi của các Thanh Đồng ngày càng nhỏ. Những em bé tuổi chỉ lên 3, lên 7 đã tham gia Hầu Đồng. Nhiều câu chuyện được kể về tán lộc hàng trăm triệu của các đại gia với mong thu một gấp 10. Chuyện nhiều Thanh Đồng lợi dụng lòng tin của con nhang đệ tử, thu lợi cá nhân. Chính những điều đó đã khiến nhiều người không còn nhìn nhận Hầu Đồng là buôn thần bán thánh, mê tín dị đoan. Tôi đã từng xem trực tiếp và sau đó thì có xem khá nhiều những clip được phát trên mạng về Hầu Đồng. Có rất nhiều hiện tượng mà tôi không thể nào lý giải được, là người trực tiếp tham gia cũng như là biểu diễn, thì không biết là anh có thấy những hiện tượng đó không và có một cái lời lý giải nào về những hiện tượng này? Cách đây phải 4 năm thì tình cờ có bà xã có đưa một người bạn đi xem mình hát. Thì là người bạn đấy chưa biết gì về cái này cả, thì rất tò mò đi xem. Và đến đấy thì không nhận ra người bạn ấy nữa. Người bạn ấy trườn như một con rắn và đòi ăn trứng. Xong rồi có lúc thì như một con hổ đòi ăn thịt sống. Thì là đã có rất nhiều trường hợp như vậy rồi. Và những người ở trong cuộc thì có nhiều người cũng kể, rồi là những cái hiện tượng mà rất là khó lý giải, chẳng hạn như nhập này, thiên linh này, hoặc là những trường hợp bệnh lễ lấy máu này. Thì những cái trường hợp đấy thì đôi khi thì là cũng là cái hình thức để người ta nâng cao cái sự tôn nghiêm của trong cái tục hát văn Hầu Đồng rồi thôi. Ở đây không biết là có những cái hiện tượng như là lợi dụng niềm tin của mọi người để thu lợi bất chính. Rất nhiều, hiện tại bây giờ cũng có là những người ta lợi dụng về cái hình thức này, người ta có thể làm kinh tế chẳng hạn. Thì nhưng mà đa phần kể cả những người làm kinh tế thì người ta vẫn có tâm có đức đối với Phật Thánh. Khi mà xem các clip trên mạng thì tôi thấy rằng là tuổi của những người Hầu Đồng dường như là ngày càng có xu hướng nhỏ đi. Có những người Hầu Đồng khi mới 3 tuổi, 7 tuổi, 12 tuổi. Điều này thì có phải là một điều bất thường không ạ? Mình đã gặp một trường hợp thì nghe kể thôi, nhưng mà chắc là cái người thông tin thì cũng đáng tin cậy. Với 4 tuổi thôi mà bắt bố mẹ lên tận Lạng Sơn và vẽ đường chỉ lối cho lên đi thế này và lên đền này để làm việc này. Thì bố mẹ rất là sợ chứ không phải đừng rốt nữa. Có thể có những trường hợp mà gia đình là có điện thì hoặc là như nào đó thì trẻ con xem thì, nhưng mà theo tôi thì lên để cho tự nhiên, chẳng hạn người nào, cứ đứa trẻ mà tôi kể thì có thể tùy theo cái ý thích của nó, còn những đứa trẻ mà tôi không nên cưỡng ép trẻ con. Cảm ơn Minh chia sẻ rất thẳng thắn vừa rồi của anh Hữu Dung.